Thưa quý vị, sáng nay Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì tiếp công dân Trần Thị Hồng, đại diện cho 8 hộ dân liên quan đến khu đất số 77, đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, thành phố Vinh. Công dân Trần Thị Hồng đề nghị các cơ quan chức năng các cấp quan tâm giải quyết thấu đáo quyền lợi đối với 8 hộ dân hiện đang ở trên khu đất số 77, đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, thành phố Vinh. Nội dung này đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và ra thông báo giao nhiệm vụ giải quyết cho các cơ quan đơn vị liên quan tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023. Tuy vậy, công dân phản ánh, các nội dung thông báo đến nay vẫn chưa được thực hiện. Theo kết quả ra soát bước đầu, khu đất 8 hộ dân hiện đang sinh sống tại số 77, đường Nguyễn Du có nguồn gốc thuộc rạp Chiếu Bóng Bến Thủy. Năm 1986, khách sạn Bến Thủy được giao xây dựng ký ốt tạm để phục vụ đại hội. Đến năm 1991, giao lại cho đoàn cải lương và đến năm 1994, khách sạn Bến Thủy bán lại cho các gia đình. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã khẳng định, giao dịch này hoàn toàn trái pháp luật nên không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như bồi thường tái định cư. Nhà nước chỉ có thể hỗ trợ khi thu hồi đất. Nếu công dân không tháo dỡ sẽ tiến hành cưỡng chế và công dân nếu không đồng tình thì có thể kiện ra tòa. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành và thành phố Vinh làm rõ một số nội dung theo thông báo kết luận tại phiên tiếp công dân tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là việc có hay không việc trước đây khách sạn Bến Thủy bán đất và tài sản trên đất cho các hộ dân. Nếu có thì cơ quan hành chính nhà nước hay tòa án sẽ giải quyết. Nếu người dân đã bỏ tiền mua đất và tài sản trên đất thì quyền lợi phải được giải quyết như thế nào? Thậm chí nếu có sai phạm thì phải giải quyết hình sự hay là dân sự? Do một số thông tin chưa được làm rõ, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và thành phố Vinh ra soát lại toàn bộ nguồn gốc khu đất. Sau khi thực hiện ra soát xong phải xác định có hay không cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của các hộ dân và cơ quan nào sẽ giải quyết. Theo đó, hạn cuối trước ngày 18 tháng 3 phải báo cáo cho Bí thư Tỉnh ủy kết quả ra soát cùng phương án đề xuất để giải quyết vụ việc. Quá trình thu thập tài liệu nếu phát hiện có dấu hiệu không minh bạch có thể chuyển cơ quan công an xác minh.